Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nhiều người biểu tình phản đối ông Tô Lâm tại hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc. Ngày 23 tháng 9, VOA tiếng Việt cho hay, ông Tô Lâm đề cao tiến bộ xã hội, giải phóng con người tại Liên Hiệp Quốc, nhiều người Việt biểu tình. VOA dẫn phát biểu của ông Tô Lâm trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh tương lai của Liên Hiệp Quốc vào trưa ngày 22 tháng 9, nhấn mạnh rằng mục tiêu phát triển bền vững của thế giới và lợi ích của con người phải được đặt ở vị trí trung tâm là mục tiêu cao nhất của chúng ta. Thành tựu khoa học, công nghệ phải phục vụ tiến bộ xã hội, hướng về con người, giải phóng con người, phát triển con người toàn diện. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho biết, Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai diễn ra trong 2 ngày, 22 và 23 tháng 9 ở New York tại Mỹ, với sự tham gia của nhiều nguyên thủ, nhà lãnh đạo các nước, để thông qua hiệp ước cho tương lai với các điều khoản về phát triển bền vững và chuyển đổi việc quản trị toàn cầu. Theo VOA, sự hiện diện của ông Tô Lâm ở New York được truyền thông nhà nước Việt Nam chủ ý nêu bật. VOA dẫn lời đại sứ Đặng Hoàng Giang tại Liên Hiệp Quốc đang trên thông tấn xã Việt Nam rằng đây là lần đầu tiên Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự trực tiếp kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và cũng là hoạt động ngoại giao đa phương đầu tiên của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Tại tổ chức quốc tế toàn cầu Liên hiệp quốc, vẫn trong bài phát biểu nói trên, ông Tô Lâm đưa quan điểm, thành tựu khoa học công nghệ cần thúc đẩy hợp tác, không trở thành công cụ chống lại các quốc gia, đi ngược lại các vọng hòa bình, phát triển, công bằng và công lý của các dân tộc. Ông cũng kêu gọi các quốc gia tăng cường đoàn kết, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên hiệp quốc, giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và các nước lớn cần hành xử có trách nhiệm. Và đây là hình ông Tô Lâm phát biểu tại Liên Hiệp Quốc ngày 22 tháng 9. VOA dẫn lời luật sư Nguyễn Văn Đài từ Đức cho hay, bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc đã nổ ra một cuộc biểu tình phản đối ông Tô Lâm. Tham gia cuộc biểu tình có khoảng 100 người Việt ở Hoa Kỳ, ở Canada, thành viên đảng Việt Tân và hội anh em dân chủ. Ông Đài cho rằng những lời của ông Tô Lâm đề cao giải phóng con người, bị xem là không đáng tin, là giả dối bởi thành tích nhân quyền của ông Tô Lâm. Sau gần 10 năm làm bộ trưởng công an, là những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Phần lớn bị bắt cầm tù, một phần thì chạy ra nước ngoài tị nạn. Mặc dù vậy, ông Đài, nhà đấu tranh từng bị chính quyền Việt Nam cầm tù nói rằng ông mong nhìn thấy Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm của Việt Nam sẽ có những bước đi để sửa chữa các sai lầm trong quá khứ, mang lại sự thay đổi tốt đẹp cho đất nước. Ông Đài lý giải bằng việc Việt Nam đã tha tù trước hạn cho hai nhà hoạt động nổi tiếng là Trần Huỳnh Duy Thức và Hoàng Thị Minh Hồng trước khi ông Tô Lâm lên đường đi Mỹ, được xem là dấu hiệu tích cực. Và đây là hình khoảng 100 người biểu tình phản đối Tổng bí thư Tô Lâm ở New York ngày 22 tháng 9. VOA cũng cho biết, tiếp sau những bước đi trước mắt nêu trên, ông Đài bày tỏ kỳ vọng, được thấy ông Tô Lâm tiến hành sửa đổi hiến pháp, ban hành các luật về biểu tình, lập hội, lập đảng phái, để Việt Nam có một tiến trình dân chủ. Song song với trả tự do cho tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị tại Việt Nam thì ông ấy sẽ không bắt thêm bất kỳ nhà hoạt động đối lập nào ở trong nước nữa. Thứ hai, ông ấy phải có lộ trình cởi mở về truyền thông mạng xã hội, cho phép những tiếng nói phản biện, bất đồng chính kiến tiếp tục được thể hiện. Thứ ba, ông ta phải cởi mở về xã hội dân sự, luật sư Đài nhận định. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin nhiều người biểu tình phản đối ông Tô Lâm tại hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam phá sản khi Campuchia tuyên bố rút lui. Ngày 21 tháng 9, BBC Tiếng Việt cho hay Campuchia rút khỏi tam giác phát triển với Việt Nam và Lào. Tại sao? BBC trích một hãng tin nước ngoài. Theo đó, ngày 21 tháng 9 đưa tin, ông Hiu Sen và Thủ tướng Hun Manet đã tuyên bố Campuchia rút khỏi tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cho biết, thời gian qua, ngọn lửa dân tộc chủ nghĩa và chống Việt Nam ở Campuchia vốn âm ỉ từ lâu đã bùng lên liên quan đến tam giác phát triển. Lực lượng đối lập không ngừng lặp lại cáo buộc rằng Campuchia nhượng đất cho Việt Nam khi tham gia sáng kiến này. Tuyên bố này được đưa ra chỉ gần một tháng sau khi Việt Nam nhấn mạnh đến ý nghĩa của chiến lược giữa lúc làn sóng phản đối tại Campuchia đang dâng lên. BBC dẫn lời cựu Thủ tướng Hun Sen nói rằng tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam trong 25 năm qua đã mang lại nhiều thành tựu phát triển cho các tỉnh của Campuchia. Tuy nhiên, ông Hun Sen cáo buộc những kẻ cực đoan đã sử dụng tam giác phát triển này làm công cụ chính trị để vu khống và công kích chính phủ bằng cách liên tục nói dối người dân và khiến người dân bị nhầm lẫn. Ông cũng nhắc lại cáo buộc của phe đối lập rằng chính phủ đã nhượng đất 4 tỉnh ở miền Đông Bắc cho nước ngoài để kích động và kêu gọi người dân tham gia phản đối. Ông Hun Sen nói rằng cách làm việc của ông là không ngồi dập khói mà phải dập lửa hoàn toàn và đây là hình Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Lào Bona Hang Voras và Thủ tướng Phan Văn Khải ký tuyên bố viên chăng về thành lập tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam vào ngày 28 tháng 11 năm 2004. Theo BBC, thông điệp của ông Hun Sen nhấn mạnh đến việc tước vũ khí khỏi tay lực lượng đối lập, tức là khiến họ không còn cớ để công kích chính phủ của ông. BBC cũng cho biết quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia luôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Những nghi kỵ đặc biệt về mặt lãnh thổ thường được giới dân tộc chủ nghĩa xếp đầu nghị trình. Ở Campuchia từng có niềm tin rằng quốc gia này đã để mất Campuchia Hạ và đảo Koh Trao, tức đảo Phú Quốc hiện nay vào tay Việt Nam trong quá khứ. Vẫn theo BBC, chủ nghĩa dân tộc Campuchia cùng với quá khứ thân Việt Nam của ông Hun Sen đã dẫn tới sự chống đối từ các phe phái đối lập dẫn đầu là ông Sam Bracey, lãnh đạo đảng cứu nguyên dân tộc đối lập, đã bị chính quyền giải tán. Hồi tháng 8, các cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra ở một số nước, ngoài Campuchia như Nhật Bản và Hàn Quốc. BBC tiếp tục dẫn tin từ hãng tin quốc tế cho hay, phe đối lập ở nước ngoài bị cáo buộc đã kích động người dân biểu tình ở thủ đô Phnom Penh, kêu gọi chính phủ rút khỏi tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam. Theo đó, hàng chục người bị cáo buộc lên kế hoạch biểu tình tại Phnom Penh đã bị bắt giữ. Truyền thông thân chính phủ nói rằng mục tiêu kích động biểu tình là để lật đổ chính phủ, tương tự những gì đã xảy ra tại Bangladesh. Một số người bị bắt giữ đã được thả ra sau khi được cải tạo, còn những người bị coi là chủ mưu đã bị truy tố. Và đây là hình bản đồ của các tỉnh tam giác phát triển Campuchia, Lào và Việt Nam. BBC dẫn nhận định của ông Kim Con Hien, nhà nghiên cứu cấp cao từ Trung tâm Phát triển Campuchia cho rằng có hai diễn ngôn mang tính đối chọi nhau về tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam. Chính phủ và những người ủng hộ cố gắng cho thấy sự ủng hộ, tuyên bố tam giác phát triển sẽ giúp các tỉnh của Campuchia phát triển, trong khi nhóm khác thì lo lắng và cảnh báo Campuchia sẽ bị mất 4 tỉnh vào tay Việt Nam trong tương lai. BBC cho rằng quyết định rút lui là một bước đi đột ngột và Campuchia có thể đã có lựa chọn khác để phát triển kinh tế cho các tỉnh biên giới giáp với Việt Nam. Có thể thấy, tam giác phát triển là sáng kiến của ông Hinh Sen. Giờ đây, chính ông lại chủ động đơn phương rút Campuchia khỏi khuôn khổ hợp tác này. Điều đó cho thấy hai khả năng. Một là ông bị buộc phải thực hiện bước đi này để quá giải sự chống đối trong nước. Hai là ông có thể có những tính toán khác mà ông thấy có lợi hơn hoặc cũng có thể là cả hai. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam phá sản khi Campuchia tuyên bố rút lui. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.